chảy rất là xịn sò anh chị em nhé. Của hãng này, hãng Casamam này, đấy có chữ Casamam ở bên trên luôn. Để ý là trên mặt rồi thì có hai nút, một nút là có các cái độ C này, 20, 40, 60, 80, 120, 160, 200 độ C này. Cái nút này nút đặt nhiệt độ ấy chị nhé, có một cái núm nhỏ nhỏ này, đấy mình xoáy cái núm nhỏ đấy về 160 độ, nó đang ở 160 độ C đúng không ạ? Đặt nhiệt độ phù hợp anh chị em nhé. Đây ví dụ như là mình có thể là gì ạ? Đặt cái nút ở bên trên này là nút đặt thời gian anh chị em nhé. Thời gian này. Đấy, ví dụ mình có thể đặt 5 phút này. Mình nghe tiếng tách tách không? Đấy, tiếng tách tách này là như thế là đã đồng hồ giống như kiểu đồng hồ nó đang chạy á. Đó chính là đồng hồ hiện giờ nhé. Ví dụ mình có thể đặt 160 độ C và 10 phút, 160 độ C và 15 phút đúng không ạ? 200 độ C và bao nhiêu phút đó, ok, tiền cho mình. Điều khiển rất đơn giản, hai cái nút như thế thôi. Đây, đều mạ chrome này, đấy. Cực kỳ đẹp và cực kỳ sang chảnh, sang sò nhé. Màu xanh này thì rất là khí phái, và màu xanh là màu mà nó bán rất là chạy, siêu chạy. Và chính vì thế mà em nhập về rất là nhiều, ok, đây là cái đáy nồi nhá. Anh chị em nhìn cái đáy nồi chưa? Đấy, mình có thể để con gà, để con cá hay là để miếng thịt đó gì đó đã tẩm nước vào đây. Sau đó là chúng ta là cho vào trong cái đáy nồi. Có tiếng một chút nhé. Đây, chứng tỏ là nó đang hoạt động. Em đang đặt ở 200 độ C. Đấy, và đặt có mấy phút thôi. Một cái sản phẩm của nó, một phát minh rất là thú vị. Thì hiện tại bây giờ như nhà em là diện là rang nạc hay là làm đậu hay là làm đậu tất cả thì đều có thể sử dụng cái sản phẩm này anh chị em nhé. Đấy, nó phải nói là một sản phẩm thôi nhưng mà có rất là nhiều tính năng, rất là xịn sò anh chị em nhé. Đấy, ngoài ra là cái nồi chiên này nhé, nó chín cực kỳ đều luôn. Ngoài ra thì nó còn có một cái hay của nồi chiên này, đó là có thêm một cái nồi nữa. Cái nồi này đấy là 5,5 lít này, 5,5 lít này. Đấy, nhưng ngoài ra thì quý vị là muốn có nhu cầu lớn nhiều hơn đó, thì bỏ những cái này đi, bỏ ra ngoài. Còn chúng ta sẽ sử dụng những cái nồi với các ở đây họ có sẵn một cái vỉ nướng. Cái vỉ nướng này chị em có thể sử dụng vỉ nướng này, để nướng cá, gà, thịt nó thì đặt vào đây và cái dung tích nó sẽ lớn hơn đúng không ạ? Đấy, nhưng mà chưa có tay cầm không? Đây, nó chuẩn bị sẵn cái tay cầm luôn. Đấy, các xăm ăn ra lần này thì nó có thêm một tay cầm nữa. Đấy, ok, đẹp chưa? Đấy, rất tiện, bây giờ cái nồi lớn hơn rồi. Cái dung tích thành 7 lít luôn anh chị em nhé. Đấy, cho cả con gà, nguyên con gà luôn. Đấy, cho vào đây. Đấy, ấn vào cho sẵn. Mình có thể, chúng ta nồi lớn tiếp rồi. Đúng không ạ? Rất chắc chắn, bền bỉ. Giá thì rất là yêu anh chị em nhé, mình luôn là số lượng lớn mà. Đấy, anh chị em mình có nhu cầu về cái nồi chiên cô dầu Casamam, hay là hiện tại em có là Novaco, hay Lotte, hay Bastia, hay những cái nồi chiên cô dầu nổi tiếng của Hàn Quốc, nên đều có anh chị em nhé.